Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2020. Hôm nay là một ngày rất là đẹp và hôm vừa rồi thì tôi đã trồng xong cái lô thân thòng mà tôi trèo đằng kia, và hôm nay là đến lượt cái lô kiếm. Thì cách đây hơn một tháng, nghĩa là khoảng trước Tết năm ngoái, anh Trần Bá Ninh có tặng cho tôi một ít những cái cây kiếm, một cái bụi kiếm vàng rất là đẹp. Thì tôi về tôi thấy là nếu mà mình để cái bụi như vậy mình trồng thì nó lãng phí quá. Cho nên là tôi đã tách riêng ra thành từng tép một. Và tôi để ở trong một cái thùng, tôi dâm trong cát. Thì ngày hôm nay tôi nhân thể là tôi chia sẻ cái kỹ thuật trồng cái cây kiếm cho một bạn học viên của tôi. Bạn ấy mới ở Vũng Tàu lên. Thì tôi cũng sẽ chia sẻ luôn cái kỹ thuật trồng cái cây kiếm này để truyền tải đến quý vị và các bạn. Tôi nghĩ rằng cái kinh nghiệm này của tôi có thể là áp dụng cho một số những bạn mới tập chơi kiếm, mới tập trồng kiếm. Thì bước đầu tiên là chúng ta nên chọn những cái chậu. Thì khi mà mình trồng kiếm thì theo kinh nghiệm của tôi ấy, là mình nên trồng vào những cái chậu ít lỗ thôi các bạn. Có thể là ít lỗ hơn những cái chậu như thế này. Đợt vừa rồi thì tôi mua một số lượng chậu rất là nhiều, cho nên là tôi phải cố tôi dùng cho hết thôi. Chứ nếu mà sắp tới thì tôi sẽ trồng kiếm thì tôi sẽ không trồng vào những cái chậu như này, mà tôi sẽ trồng vào những cái chậu ít lỗ hơn. Ví dụ như một cái chậu như này thì lỗ nó không có lỗ này, không có lỗ này. Lỗ ở bên dưới này nó bịt đến đây này, nó chỉ một ít lỗ dưới đáy thôi. Thì cây nó sẽ đẹp hơn, khỏe hơn. Còn sau này tôi cũng sẽ không trồng kiếm vào trong chậu gỗ nữa các bạn ạ. Trồng vào trong chậu gỗ này thì nó cũng không đủ độ ẩm lắm. Rễ nó cũng rất là loằng ngoằng và không đủ độ ẩm. Cho nên là mình nên trồng vào chậu ít lỗ một chút. Với cái giá thể chủ lực trong dàn lan của tôi từ trước đến giờ luôn luôn là dớn vụn, vỏ thông, dớn cù lần. Thì ngày hôm nay cũng vậy thôi các bạn. Buổi sáng nay thì tôi đã nói với anh Giang. Anh ấy xử lý giá thể xong đã rất là sạch sẽ. Và cũng đã chuẩn bị được một số những cái chậu để chuẩn bị trồng ở đây. Hồi sáng nay thì bạn Giang đã chuẩn bị được một số những cái dụng cụ và giá thể cũng như là chậu để chuẩn bị trồng cái lô kiếm này. Thì đây là một cái chậu phi 21 đã làm móc, và ở bên dưới khoảng tầm 1/3 chậu là đã đặt một lớp vỏ thông cỡ lớn các bạn ạ. Mình xếp vỏ thông cỡ lớn ở đây để tí nữa mình cho cái dớn vào nó không bị lọt ra. Mình có thể xếp những cái mảng vỏ thông này che những cái lỗ này đi, bít những cái lỗ này luôn đấy, xếp như này để cho dớn vụn chút nữa mình cho vào sẽ không bị lọt ra ngoài. Xếp được kín, càng kín thì càng tốt các bạn ạ. Thực ra cái kiếm này ấy, là nó rất là thích ẩm. Kiếm là một cái loại cây lan, nó có thể sống được ở trên lũa, trên gỗ, trên đá, trên dớn, trên đất. Nó thích nghi được với rất là nhiều các cái loại giá thể khác nhau. Nhưng mà trồng ẩm một chút và nhiều mùn một chút thì cây kiếm nó sẽ phát triển mạnh hơn rất nhiều. Có một số người họ trồng kiếm là ở đây một lớp vỏ thông, sau đó họ cho một lớp phân dê, hoặc là một lớp phân chuồng, hoặc là một lớp sơ dừa vụn đã qua xử lý vào đây. Còn đối với lại cái chậu như này thì nếu không có vỏ thông mình có thể cho cái xốp trắng ấy các bạn, bẻ cỡ này này nhét xuống dưới đáy chậu. Thì như các bạn thấy một cái miếng vỏ thông này rất là sạch. Ở đây là anh Giang anh đã ngồi rửa 4-5 nước cả buổi sáng này các bạn. Sạch, cực kỳ sạch luôn. Thì khi mà mình dùng vỏ thông mình cũng nên làm như vậy. Càng sạch càng tốt. Và dớn cũng vậy, phải thật là sạch. Thậm chí là có một số người cẩn thận họ còn luộc dớn cơ. Và ngoài ra thì sau khi mà rửa 3-4 nước xong họ còn ngâm vôi. Ngâm vôi khoảng tầm 1 ngày, 1 tiếng đồng hồ hoặc là 1 đến 1 ngày để cho cái vôi nó có cái độ pH rất là cao.
thì nó sẽ tạo được một cái môi trường không thuận lợi cho nấm và vi khuẩn, hoặc là trực tiếp tiêu diệt nấm và vi khuẩn. Đấy, càng rửa được sạch bao nhiêu càng tốt. Và đây là dớn vụn nhé các bạn. Cái dớn này độ giữ ẩm của nó khá là tốt và nó thoát nước cũng rất là tốt. Dớn này mình có thể trồng được hầu như tất cả các loại lan. Nó thích hợp cho tất cả các loại lan các bạn. Đây là dớn vụn đã xay và đã rửa sạch. Cái này rửa 4 nước rồi các bạn. Ở đây là một cái lô kiếm mà tôi đã chuẩn bị từ trước Tết. Thì hồi trước Tết tôi đã đưa cái lô kiếm này vào trong này. Đây là một cái thùng xốp, tôi cho vào đây là 10 cm cát. Sau đó thì tôi tách từng cái giả hành của cây kiếm, tôi rúi nó vào đây. Đấy, khi mà tôi rúi nó vào đây thì bây giờ này, kể cả những cái giả hành già cụ kỵ luôn các bạn ạ, nó đều có những cái rễ đây này, cái rễ tơ nó ra đây. Đó, thì cái cát này á, nó độ giữ ẩm nó không cao nhưng mà rất là sạch sẽ, mát mẻ và rễ nó ra rất đẹp các bạn. Đây là tôi chưa có phun bất cứ một loại thuốc phân phân hay thuốc kích thích gì cả nhé. Và rễ đã ra rồi. Thì mình cố gắng này, cố gắng giữ những cái rễ này. Khi mình trồng mình phải giữ cái rễ này, đừng bao giờ để những cái rễ này bị tổn thương. Ở đây còn có cả những cái mầm này chuẩn bị nảy luôn này các bạn. Đấy, bây giờ như các bạn thấy ở đây ấy, là tôi sẽ từ từ tôi nhấc những cái giả hành kiếm này lên để tôi chia sẻ đến các bạn. Như bên cạnh đây thì tôi cũng có dâm cả một số những cây đinh lăng ở trong cái thùng cát này. Thì cát nó có thể dâm được rất là nhiều cây. Đó, đây, đây là cát xây dựng các bạn. Một cái tép kiếm. Đây. Một cái mầm lên cực kỳ đẹp. Và một cái rễ. Rất là khỏe. Khi mình trồng cái cây này, mình phải chú ý. Em chú ý nhá, cái này này. Đừng có để cho nó hỏng rễ, em cầm cầm đi. Nó mà hỏng một cái rễ là mất bao nhiêu công sức luôn đấy các bạn ạ. Ở đây vậy. Cái tép này rất già rồi. Lại có một cái mầm, mầm tơ. Và một cái rễ rất là tươi luôn. Đấy. Cái tép này nó phải tầm 4 đến 5 tuổi rồi ý. Nó già khú đế nó rồi, tôi tách riêng ra vào như vậy mà mình dâm vào trong cát nó vẫn lên này. Đấy, rồi, tiếp tục. Đây. Wow. Cái măng. Thật tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ tạm thời để đây đã. Chà. Tuyệt vời chưa? Đây, em cầm cẩn thận nhé, không có nó. Đây. Wow, rồi. Bây giờ em cầm 4 cái tép này này, em ra ngoài kia em rửa bằng nước lã thật sạch đi, để tí nữa mình sẽ quay để chia sẻ với quý vị khán giả. Đấy, mình có thể trồng trực tiếp luôn hoặc là rửa sạch đi xong rồi mình trồng đều được. Tôi thì tôi để bạn ý rửa đi để chia sẻ đến quý vị làm sao những cái hình ảnh cho nó trung thực nhất và cho nó rực rỡ nhất. Mình nói có sách mách có chứng mà các bạn. Đấy, chòa. Hầu như là tất cả các tép đều có rễ hết. Kể cả những tép già cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn có rễ. Tép này già thì rụng hết cả 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 lá luôn rồi các bạn. Mầm này, sưng này. Cái mầm sưng một cục lên này. Đây mầm này. To bằng ngón tay út rồi. Chuẩn bị là nảy mầm. Và đây. Đây là một cái tép cuối cùng trong cái khóm này. Tôi đã tách ra. Thì như các bạn thấy ở đây là rễ này. Úi sổ ôi. Đấy. Thôi bây giờ tôi sẽ mang hết cái đống này đi tôi rửa để tôi chia sẻ với các bạn. Thưa quý vị, đây là cái lô kiếm mà tôi vừa mới rửa sạch xong.
tất cả những cái giả hành dù là già cỡ mấy chăng nữa thì đều đã nảy mầm và ra rễ. Phải có thể nói là siêu đẹp luôn các bạn. Cái này nó còn nảy hai mầm luôn. Cái giả hành này là giả hành tơ này. Giả hành ngày 1 tuổi các bạn. Ra hai mầm và mầm nào cũng ra rễ rồi. Còn cái giả hành này là giả hành 2 tuổi. Ra một mầm và hai cái rễ lớn. Giả hành này là giả hành, các bạn thấy cái vết cắt này không ạ? Đây là cái vết nó đã đẻ rồi đây. Và bây giờ lại đẻ thêm một mầm nữa ở bên cạnh. Rồi đây, tiếp tục đây. Thì chứng tỏ là mình ươm, mình dâm cái kiếm vào trong cát là khả năng nó ra mầm ra rễ rất là tốt và không bị thối một cái giả hành nào các bạn ạ. Đây là một cái cách giữ giống rất là hiệu quả luôn. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái phương pháp mà nó cũng rẻ tiền thôi mà lại hiệu quả. Có 2 này, 4, 6, 8, 10. Ở đây có 2, 4, 6, 8, 10, 12 chậu. Vừa đẹp luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ trồng mỗi một chậu là một tép. Một số bạn thì sẽ nói là tại sao trồng một cái chậu lớn như vậy mà trồng chỉ có một tép thôi. Nó rất là lãng phí chậu. Thì tôi xin chia sẻ với các bạn. Đây là một cái chậu kiếm vàng xích hoàng. Đây là một dãy kiếm vàng xích hoàng. Thì tôi đã trồng cách đây được 1 năm. Sau 1 năm thì nó đẻ ra được 3 cây. Từ một cái cây nhỏ, một tép nhỏ đẻ ra được 3 tép. Và cái chậu này bây giờ là rất là chi chít chẳng chịt rễ rồi. Và sắp tới thêm nửa năm nữa thì có thể là sẽ vỡ chậu. Từ 1 đẻ ra 3, từ 3 có thể sẽ đẻ ra thành 6 hoặc là 9. Thì các bạn tưởng tượng đi, một cái chậu này mà 9 tép thì chịu gì nổi đâu, sẽ vỡ chậu ngay. Cho nên là lúc đầu thì nó hơi rộng một tí, nhưng sau khoảng tầm 1 năm đến 2 năm sau thì cái chậu tự nhiên sẽ chật. Nếu mà mình trồng kiếm vào trong một cái chậu nhỏ quá thì trong vòng khoảng một thời gian rất là ngắn, khoảng tầm 1-2 tháng đầu thì chưa sao. Nhưng mà khoảng 6 tháng sau đến 1 năm sau thì bắt đầu thấy nó hơi chật. Nhưng đến 2 năm sau thì đảm bảo với các bạn nó sẽ chật ních luôn. Chính vì thế cho nên là một cái chậu như này mình chỉ nên trồng một tép thôi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ trồng cái tép kiếm này trước. Bây giờ Giang lấy một lớp dớn để lên đây. Dày khoảng tầm 2cm vào trong. Cho vào trong đấy. Chưa, ấn xuống tí. Mình dàn trải ra chút. Dày quá rồi em, dày quá rồi. Rồi em bỏ xuống. Đây này. Em khuấy này cho nó dớn nó đỡ bị rớt ra ngoài này. Bây giờ mình cứ làm như này. Để cho cái nào rớt ra ngoài thì nó rớt luôn đi nhá. Rồi. Sau đó thì bắt đầu chúng ta sẽ đặt một cái tép, một cái giả hành kiếm đặt lên trên này. Em cầm đi, em đặt vào giữa chậu đi. Đặt nhẹ nhàng làm sao để đừng để nó bị ảnh hưởng đến cái rễ. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái dây này. Đây, cái dây đây các bạn. Cái dây này gọi là dây nhôm bọc nhựa. Dây này tôi mua là 120.000 một cuộn bự như này. Rồi, em cắt đi, cắt đây. Rồi. Sau đó mình sẽ cố định cái chậu. Mình xác định này. Như cái cây kiếm này mình sẽ nâng lên một chút. Mình không nên trồng quá sâu, tại vì trồng quá sâu thì nó sẽ ít giá thể nhá. Đây này. Mình nâng lên một chút như này. Làm sao để khi tí nữa cái giá thể, lúc cuối cùng cái mức giá thể nó cách cái mặt chậu khoảng tầm 1,5 đến 2cm là vừa đẹp. Bây giờ em cho thêm vào đây 1cm dớn nữa đi. Thêm nữa, nhanh lên. Rồi, ok. Đây. Đây nha, đặt. Chỉ đặt lên thôi nhá. Không có ấn, không có nền gì hết. Đặt lên, rồi. Sau đó buộc, em cố định đi. Bây giờ mình cố định cái dây vào đây. Buộc vào. Buộc dây vào cây luôn. Ừ, đây, đưa đây anh buộc cho.
Đây, chúng ta sẽ cố định dây như này, đưa cái dây này qua này, ép nó lại, gập lại một chút, rồi mình cầm ở đây, vặn một tí, rồi bẻ nó vào. Nghĩa là cái mình không làm tổn thương gì đến cái lá cả. Cắt này. Đó, rồi tiếp tục đến cái này. Mình làm như vậy đối với tất cả các lá được thì càng tốt. Tại sao mà mình lại làm móc như vậy? Mình làm móc như vậy thì mình sẽ đỡ một cái sắt để mình vòng từ dưới này vòng lên để buộc cái lá. Thường thì các nghệ nhân họ sẽ làm hai cái cây sắt buộc từ bên dưới này vòng úp chữ U này buộc vào hai cái thành chậu này. Cái thành chậu á, đây này. Cái sắt đấy ở đây. Làm một cái chữ U lên trên này, xong rồi vòng xuống như này chữ U ở đây. Nhưng bây giờ mình có cái móc này rồi, cái móc sắt này rồi thì mình không cần phải làm như vậy nữa. Thì để mà chắc chắn hơn ấy, chúng ta nên là buộc tất cả những cái lá, cố định tất cả những cái lá vào trong cái dây sắt này. Không sao cả đâu, cái lá này nó cũng rất là dày và cái lá nó cũng cứng, cho nên nó không, mình không sợ nó bị tổn thương đâu. Đây, mình không có bóp, không có ép, không có vặn ép, mà mình chỉ cần bóp nhẹ nhàng thôi, vặn nhẹ nhàng thôi rồi để nó xuống. Đấy. Như vậy ở đây chúng ta đã cố định được một lá, hai lá, ba lá, bốn lá. Vậy còn cái lá này, còn một cái lá này thì chúng ta có thể cố định sang bên này hoặc cố định sang bên này đều được. Thì như ở đây chúng ta sẽ thấy có hai cái mầm đang phi về phía trước, là phi về phía mặt mình này. Thì mình nên tạo nhiều không gian cho nó phi về phía này. Thì chúng ta cứ cố định về cái móc buộc bên này là được. Đó. Cố định lại. Vặn lại. Nhẹ nhàng thôi. Là xong. Thêm một cái nữa ở đây. Nói chung á, là mình càng cẩn thận bao nhiêu thì cái cây này sau này càng không phải sửa bấy nhiêu. Làm một lần là đẹp luôn. Đấy. Thì ngay khi mà mình vừa mới cố định hết lá xong, nó đã rất là cứng cáp rồi. Chúng ta còn chưa cho giá thể vào trong này cho nó đầy này, mà đã cứng cáp và chắc chắn rồi. Đấy. Và khi mình làm mình nên lưu ý một chút. Đấy là cái móc này, cái hướng móc này, nó sẽ đi cùng với cái hướng quạt, hướng quạt của cái lá. Để khi mình móc lên trên cái dàn ấy, nó sẽ không bị vướng lá vào nhau. Ví dụ ở đây các bạn thấy này, cái hướng này, hướng của cái quạt này. Đó. Nó phẳng một đường thẳng, một đường phẳng như này. Thì khi mà cái chậu bên trái và chậu bên phải nó sẽ không vướng cái lá vào cái chậu ở giữa. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được diện tích và đẹp nhất. Rồi, bây giờ em cho giá thể vào đi. Cho giá thể lên đến sát cái mắt luôn. Đừng có lấp hẳn cái mắt mà để cái mắt nó hơi nhú nhú ra một tí. Cái mầm ấy. Như vậy là cái lớp dớn vụn mình đã cho vào trong cái chậu. Và cái mắt kia nó hơi hở ra một chút. Ở khu vực xung quanh, dớn ở xung quanh là cao hơn ở bên trong một xíu. Thì sắp tới mình sẽ cho phân hữu cơ vào đây. Có thể là phân tằm hoặc là phân dynamic. Hoặc là phân tan chậm. Ví dụ như là phân 20, 10, 10 hoặc là 13, 11, 11 ME. Đó. Em cầm cái máy giùm anh chút. Để yên nhá. Bây giờ cái chậu ấy, nó sẽ có những cái nó bị lòi ra như này. Đây này. Mình nên cắt đi. Tỉa đi cho nó đẹp. Nó có như rất nhiều sợi nó lòi ra ngoài. Cắt tỉa cho đẹp. Đó. Mình cẩn thận một chút như vậy. Đồng thời mình lắc đập như này. Để khi mà mình treo lên trên dàn ấy, xong rồi mình tưới, thì những cái nào mà nó rơi, nó sẽ rơi hết rồi. Và nó sẽ không rớt xuống dàn, làm bẩn dàn của mình. Rồi, chỉ như vậy thôi. Bây giờ là mình bỏ ra ngoài dàn, mình treo thẳng lên trên dàn, dưới một lớp lưới, trực tiếp luôn, một lớp lưới. Và sau đó thì chúng ta sẽ bón cho nó là phân NPK. Có thể là full cái NPK 30-10-10 hoặc là full Super Thai pha chung với chế phẩm Hùng Nguyễn. Và đợi khoảng tầm 1 tuần đến 2 tuần nữa mình sẽ thả vào đây một ít phân tan chậm. Thì phân tan chậm là phân gì thì tùy. Ví dụ như phân hữu cơ hoặc phân vô cơ mà tôi mới nói đều được.
Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn Giang trồng thêm một số những cái cây này. Sau khi có thành quả, tôi sẽ quay lại một lượt nữa tất cả những cái chậu này và treo lên trên giàn như thế nào để chia sẻ đến các bạn. Sau hơn một tiếng rưỡi, bạn học viên của tôi, bạn ấy trồng theo đúng như cái hướng dẫn của tôi. Thì như các bạn thấy là cái hướng của móc kìa, đi về kia, tôi xếp này. Hướng của móc về kia hết. Thì giống như chút nữa mình sẽ treo lên trên móc á. Mình sẽ treo lên trên cái thanh ngang. Như vậy là ở đây các bạn sẽ thấy là không có một cái chậu nào mà lá nó lại đâm vào nhau cả. Nó không có chậu nào xỉa lá vào nhau cả. Như vậy đã là rất là chuẩn rồi. Thì bây giờ hai cái chậu vừa nãy tôi trồng thì mình sẽ không phân tích nữa. Như chậu này tôi trồng này là mẫu. Hai cái mầm đi về hai bên rất là đều. Cái chậu này cũng vậy. Hai mầm đi về hai bên đều. Chậu này thì chưa được chuẩn lắm. Chưa được chuẩn ở chỗ nào thì tôi sẽ phân tích để chia sẻ đến các bạn. Thứ nhất ý, là cái chậu này, cái giả hành này nó đã già rồi. Nó là một giả hành 4 tuổi. Một cái mé bên này, mé bên phải đây là đã không còn có khả năng đẻ được nữa. Coi như nó đã hết mắt ngủ. Bây giờ mà nó muốn đẻ thì nó phải đẻ tiếp tận trên này. Nhưng mà cái khả năng đó rất là khó. Và ở đây khi nó đã đẻ ra một mắt thì nó sẽ phi về phía bên trái này. Nếu mà mình trồng mà lệch hẳn sang về phía bên trái như thế này thì khi mà cái mầm giả hành này nó bự lên, nó sẽ tiếp tục đẻ thêm hai cây nữa, hay là hai giả hành nữa sang bên hai bên này. Thì sau một thời gian nữa, cái chậu này sẽ bị lệch hẳn sang một bên. Nghĩa là ở bên này hất sang bên trái là sẽ đầy chậu, còn ở phía bên này hất sang bên phải là không có một cái gì cả. Là cái chậu sẽ bị lệch, khi mình treo nó sẽ bị nghiêng ngả. Đấy là một cái lỗi rất là cơ bản trong việc trồng kiếm. Cho nên thường những cái chậu như này, khi mình trồng mình phải chú ý là liệu rằng hai bên nó có đẻ được nữa hay không. Và khi mình trồng mình nên là gì? Kéo nó sang một bên như này một chút. Đấy, kéo hẳn sang bên như này. Ngay từ đầu nhìn có vẻ nó hơi lệch. Chú ý cái bộ rễ ạ. Ngay từ đầu nhìn có vẻ hơi lệch một chút. Nhưng mà từ từ khi nó đẻ lên cái chậu nó sẽ rất là ấm. Nó sẽ rất là tròn và nó sẽ chia đều về các phía. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai trong cái chậu này. Đấy là lá nó hơi bị lắc. Cho nên khi mình trồng như này thì mình nên cố định thêm cái lá này vào sang cái dây bên này nữa. Cố định hẳn thêm vào dây bên này. Sau đó mình cố định hai cái lá này lại với nhau. Rồi mình lại cố định cái lá này lại ở đây luôn. Đấy, buộc lại. Thì nguyên ba cái lá này nó sẽ sát vào nhau như này thì khả năng bị lắc nó sẽ rất là thấp. Hạn chế cái việc lắc ở bên trên thì nó sẽ đỡ lỏng ở bên dưới. Vì nếu mà ở bên trên quá lắc thì ở bên dưới có khi là nó sẽ bị nong gốc. Mà nó nong gốc ấy thì bộ rễ nó ra sẽ rất là khó. Có khi là ra cái rễ nào chết cái rễ đấy. Như cái chậu này là chuẩn này. Chậu này đã trồng là như vậy là đẹp. Rất đẹp các bạn ạ. Tuy nhiên là cái chậu này thì giá thể ở bên trên nó không được. Nhìn nó không gọn gàng lắm. Đó. Mình cũng đòi hỏi hơi cao một chút các bạn ạ. Chậu này thì nó mắc hai lỗi. Lỗi thứ nhất này, như các bạn thấy ở đây này, vỏ thông lòi hết ra. Như vậy là thua rồi. Đó. Như vậy là nhìn nó vừa xấu mà nó vừa lãng phí. Cho nên khi mà mình nhét vỏ thông vào trong chậu mình phải lưu ý. Cái thứ hai, lỗi thứ hai của cái chậu này cũng là gì? Mầm phi về hẳn một phía. Như vậy thì coi như hơn một nửa cái chậu này sau này là sẽ không có gì cả. Đấy, và cái mầm này này, khi nó đi thẳng một phát, nó đâm một phát lên dây luôn. Đâm thẳng lên cái dây này luôn. Nên khi mình trồng, mình phải cố mình né cái dây này ra. Đó. Bây giờ hai cái lá nó mọc ra hai bên, xong thêm cái lá nó mọc ra hai bên. Thêm cái lá nó mọc ra hai bên, thế là nó kẹp vào giữa cái dây. Đấy, nên là khi mình trồng, mình phải chú ý, mình lái nó đi. Ví dụ, nhổ nó lên như này. Sau đó thì bới ở đây chẳng hạn. Đặt nó xuống đây. Đặt lệch hẳn về một bên như này. Cho cái mầm nó ở giữa chậu luôn. Rồi sau đó lấp giá thể lại. Như vậy là xong. Như vậy là đẹp. Tại vì bên này không đẻ được nữa. Đó.
Rồi, tí nữa em phải cho thêm giá thể ở đây nhé. Dạ. Ừ. Rồi, coi như vậy là đã ổn rồi các bạn. Thì đấy là một số những cái kỹ thuật cơ bản trong việc trồng lan kiếm. Tôi cũng không phải là giỏi giang gì nhưng mà ít nhất thì cũng có một tí kinh nghiệm nên là tôi nghĩ là tôi chia sẻ những cái này thì rất nhiều bạn chưa biết trồng hoặc là vẫn còn biết lơ tơ mơ có thể là áp dụng được. Còn các chuyên gia trong ngành lan, chơi lan lâu, luyện kiếm lâu thì tôi nghĩ là cũng mỗi người sẽ có một cái kinh nghiệm. Nếu mà các bạn cảm thấy những cái clip của tôi nó không có chất lượng lắm thì các bạn có thể là tự làm clip, tự chia sẻ để cho tất cả mọi người chơi lan trên đất nước Việt Nam mình cùng học hỏi, cùng giao lưu, trong đó có tôi. Còn nếu mà chỉ ngồi chê không, người ném đá không mà không không chịu chia sẻ, chỉ ném đá thôi thì tôi nghĩ là cũng kệ thôi, biết sao được bây giờ, tùy cá tính mỗi người. Kính chúc các bạn xem video clip vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh.